sàn gỗ nhựa có thật sự phù hợp cho không gian ngoài trời hay không? Để mà nói có phù hợp hay không thì còn phụ thuộc vào rất là nhiều những cái yếu tố khác nhau. Nếu anh chị muốn biết công trình mình đang chuẩn bị thi công có thật sự nên dùng sàn gỗ nhựa hay không á thì video ngày hôm nay sẽ cho anh chị câu trả lời nha. Em sàn gỗ nhựa này á tuy là một vật liệu sinh sâu để muộn À, nhưng gỗ nhựa lại được nhiều người đánh giá cao về cái khoản thẩm mỹ bên ngoài lẫn thành phần cấu tạo bên trong chắc hẳn nhiều người nghe có từ nhựa thì sẽ nghĩ là vật liệu này mỏng nè nhẹ mau giòn bể chịu lực kém đúng không ạ à? nhưng sự thật thì lại hoàn toàn ngược lại luôn Cấu tạo em này là một khối có thành phần cấu tạo bên trong là 55% bột gỗ nè, 35% bột nhựa và 10% chất phụ da được trộn lẫn rồi mình ép đùn chắc chắn, không tách lớp. Không phải là dòng vật liệu nội thất có thành phần nhựa rồi có lớp phủ gỗ phủ lên trên đâu anh chị nha. Một thanh sàn như vậy có khối lượng khá là nặng luôn. Vậy em sàn gỗ nhựa này tại sao lại được ưa chuộng nhiều đến như vậy? À, có thể kể đến các ưu điểm như sau. Ưu điểm thứ nhất là tính thẩm mỹ cao. Nói về màu sắc lẫn bề mặt thiết kế thì gỗ nhựa so với gỗ tự nhiên cũng không có kém cạnh là bao đâu. Các vân gỗ là được in trực tiếp luôn. Có loại là vân đúc nổi hẳn vào vật liệu. Khi nhìn cận vào hay là cảm nhận bàn tay thì anh chị sẽ thấy rõ độ chân thật của em này như là gỗ tự nhiên vậy đó còn màu sắc thì ngoài tông màu gỗ sáng thì gỗ nhựa còn có các gam màu trầm nè mang đến sự lựa chọn đa dạng phù hợp với nhiều dạng phong cách thiết kế khác nhau bật mí nhỏ xíu là dù gam màu nào đi chăng nữa thì giá thành cũng y chang vậy thôi không có như gỗ thật mỗi màu thì sẽ có sự chênh lệch khác nhau Khoảng này thì giúp anh chị tiết kiệm cũng được kha khá rồi đó nha ưu điểm thứ hai là tính chống thấm nước và không mối mọt của gỗ nhựa với thành phần có nhựa cùng chất phụ gia chuyên dụng nên tính chống chịu nước rất là cao luôn dù lắp ở ngoài sân vườn nè hay là ban công thậm chí là hồ bơi hay là chỗ mà nước tiếp xúc rất là thường xuyên cũng không gây ra tình trạng phát sinh ẩm gây mùi lâu ngày làm mục hay là sinh mối như gỗ tự nhiên đâu Ưu điểm thứ ba là chống trơn trượt và không bám rêu. Khi gặp nước động trên bề mặt, nếu là sàn gạch sẽ rất dễ trơn ngã luôn di chuyển khó khăn nhất là chị em nào mà đi giày cao gót ha. Còn với sàn bê tông, tuy không trượt ngã nhưng động nước lâu ngày nó dễ sinh rêu dữ lắm. Nhưng với sàn gỗ nhựa này, từ việc chống trơn bề mặt nè, có độ sần dù nước động cũng không có sinh rêu luôn anh chị mình ha. Ưu điểm thứ tư là chống chịu tốt dưới mọi điều kiện của nhiệt độ môi trường cũng nhờ thành phần đặc biệt nên dù nhiệt độ có thay đổi đột ngột thì gỗ nhựa cũng không có gây nứt co ngót hay là biến dạng phòng rộp gì đâu nhờ vậy mà gỗ nhựa cũng có tuổi thọ khá là cao thời gian sử dụng tính bằng chục năm là chuyện bình thường anh chị ha với khí hậu việt nam thì quá chừng là hợp lý rồi nên á, anh chị nào mà cần trang trí thiết kế một hạng mục nào đó ngoài trời thì đừng bỏ qua dòng vật liệu gỗ nhựa này nha ưu điểm thứ năm là thi công dễ dàng vật liệu gỗ nhựa chỉ cần đo cắt theo kích thước cần dùng như bản vẽ rồi mình đưa vào thi công luôn cần vệ sinh đúng cách thường xuyên thì công trình gỗ nhựa luôn sạch đẹp ha ưu điểm thứ sáu là thân thiện với môi trường dòng vật liệu này cũng không có chứa formaldehyde nè sau một thời gian sử dụng, anh chị có thể tháo dỡ lắp lại tại một vị trí khác trong gia đình hoặc là sơn lại màu khác nếu thích. Sử dụng gỗ nhựa cũng góp phần giúp hạn chế việc tác động vào hệ sinh thái tự nhiên nữa. Tất nhiên là bên cạnh ưu điểm thì sàn gỗ nhựa cũng có một vài nhược điểm nhỏ như là chưa được đánh giá cao về mặt chịu lực so với các vật liệu như là sắt thép, bê tông. Khi mà mình đem lắp vào công trình tầm 3 đến 5 tháng đầu, màu sắc gỗ nhựa so với ban đầu thì có độ phai mờ nhẹ từ 5 đến 10%. Nhưng nhìn chung cũng không có phai lệch một 10 nên mình cũng không có phải quá lo lắng về điều này anh chị nha. Nhược điểm cuối của sàn gỗ nhựa chính là vân 2D. Do vân được in nên dễ bị bay vân khi dùng nơi có nắng chiếu rọi trực tiếp. Khi mật độ ma sát di chuyển nhiều nè dễ gây ra tình trạng bay vân. Nên nếu làm sàn thì anh chị ưu tiên chọn dùng mặt vân sọc sẽ là ổn nhất nha. Với những thông tin trên thì anh chị có thể quyết định được có nên sử dụng sàn gỗ nhựa cho nhà mình không. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về dòng sản phẩm này thì anh chị đừng quên để lại comment bên dưới cho Kim Hoa được biết với nha. Cảm ơn đã theo dõi video và tôi là Kim Hoa đến từ Cosmos Việt Nam. Cosmos vừa tốt lại vừa bền.